Trời ơi, Miên, chị Miên, Miên ơi, chị Miên, Miên, Miên ơi, Miên, chị Miên, xỉu rồi, chị sao vậy chị Miên, xỉu rồi, chị Miên, không sao, cô ấy chỉ bị suy nhược thần kinh. Bác sĩ, chị em còn bị gì nữa không? Anh Xuyên, anh Xuyên có ở đây không? Có, anh đây. Anh ra ngoài đi. Bác sĩ, chị em đã có thai phải không? Không. Vậy sao chị em ói hoài, mệt mỏi, xanh xao? Bác sĩ, em bị suy nhược thần kinh rất nặng, cần phải truyền nhiều đạm. Và chúng tôi sẽ có một số biện pháp tâm lý giúp em phục hồi. Em gắng nghỉ ngơi nha. Vậy còn đôi mắt của Trang Chu? Mảnh kiến giăng vào cả hai mắt chúng tôi đã lấy ra, nhưng để biết chính xác về thương tật thì cần thêm một thời gian nữa. Thôi, hai chị em hãy gắng nghỉ ngơi đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, mẹ con đâu? Dạ, ở trong phòng đó bà. Nó bị sao vậy? Sốt xuất huyết. Chui đâu cho mũi cắn vậy? Về chưa? Đi đã chưa? Mẹ, vợ với con như quỷ. Về nghe. Ha? Về nhà đi, không bập tay nữa đâu, không chơi gái nữa. Mẹ xui rồi, nằm bệnh viện một lúc ba người. Ai nữa mà ba người? Chị, chị,
tấm lòng của chị. Em cảm ơn. Nhưng em không nhận đâu. Chị đừng làm vậy. Miên à, Xuyên đã gây ra quá nhiều tội lỗi với hai chị em. Em phải nhận. Mãi mãi những tội lỗi mà Xuyên đã gây ra. Không thể vì tấm lòng của chị hay vì số tiền đó mà có thể xóa đi được. Ai vậy Jimmy? Chị Xuyên. Trời, Mi sao vậy Mi? Hú hồn à, cứ tưởng là Mi có thai. Sao đã nghèo mà còn mắc cái eo vậy nè? Hồi đó em với Trang Chu mới vô Sài Gòn, cứ tưởng là mình đã hết khổ. Nơi này nguy hiểm quá chị ơi. Biển quê mình thì có sóng to gió lớn, còn Sài Gòn thì có con người. Mi nói gì lạ vậy? Con người sao lại nguy hiểm? Con người ác lắm. Bậy Mi. Con người thì có người tốt, người xấu, người hiền, người ác. Chứ đâu phải ai cũng ác, cũng nguy hiểm hết đâu. Người ta nói ở hiền gặp lành. Mi cứ tin như vậy để mà sống. Nếu ở hiền gặp lành thật, chắc cả thiên hạ này rủ nhau ở hiền quá chị ơi. Thôi, đừng bi quan nữa. Đi đâu vậy? Sao không nằm nghỉ? Thôi, chị về đi chợ cái nha. Giận hả? Xin lỗi nha. Tôi biết ai cũng sợ tôi, ai cũng ghét tôi. Vợ con tôi còn sợ tôi, huống hồ là Miên. Đi hả? Mắt của em cô đã bị tổn thương, không thể lấy lại ánh sáng được nữa rồi. Sao chưa tháo băng mà về vậy chị Mi? Bác sĩ nói phải chờ một thời gian cho lành mới mở được.
Trong thời gian này mình có thể về nhà tự dưỡng. Dạ. Chị Miên ơi, hai chị em mình lên thành phố rồi em sẽ học thật giỏi, đem cái bằng về làm rạng rỡ gia đình của mình. Mắt của em cô đã bị tổn thương, không thể lấy lại ánh sáng được nữa rồi. Em nghĩ mẹ sẽ vui lắm chị à. Mi suy nghĩ kỹ chưa? Dạ kỹ. Mi suy nghĩ lại đi. Giờ em là phế nhân rồi chị. Với lại tụi em bây giờ chỉ muốn về gặp má, về dưới biển. Ừ, thì về rồi lại lên. Không, tụi em không lên lại đây đâu chị Thương. Bây giờ em mới nhận ra đất này không dành cho em và Miên. Ở lại đây tụi em chỉ càng thêm đau đớn. Thôi thì về với mẹ, với quê hương, với dòng linh hương hồn của ba, với nhiều người ở biển. Chị cũng muốn về lắm, nhưng chị sợ với khôi mộ gió, chị không dám về. Chị sống ở đâu miễn bình an là được. Còn tụi em hết bình an rồi, tụi em phải về. Chị nhớ canh giờ gọi tụi em dậy nha. 5:30 tàu chạy đó. Miên, dậy. Tới giờ rồi. Dạ. Yeah. Chanh Chu ơi, Chanh Chu. Miên, Miên ở lại đi, đừng về. Chị, tụi em cần má. Ừ. Chanh Chu, Chanh Chu ơi, Chanh Chu, dậy đi Mi, dậy đi. Miên ơi,
Em không thấy đường. Chị ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, mi về đi. Em đi nha chị thương. Chị Miên. Hử? Chị có nhớ hồi má đưa chị em mình lên đây không hả chị Miên? Nhớ viết thư về cho má nghe Miên. Đàn gà là gia đình, trái tim là yêu thương, nụ cười là sức khỏe. Má ghê ha, toàn chữ tượng hình. Tổ cha mi, chọc má không biết chữ hả? Má, chữ viết chưa chắc tình cảm bằng hình má vẽ cho con. Hai chị em phải lo lắng cho nhau nghe không? Nếu có chuyện gì, về nhà liền với má, nghe chưa? Dạ. Con đi nha má. Ừ. Con đi nha má. Má, chờ con áo gấm Vinh Quy về làng nha má. Ừ, ráng nha mi. Má giữ gìn sức khỏe nha má. Dạ, má biết rồi. Đi nha con, nhớ dọn chừng em nha con. Vậy là kết thúc rồi. Chị, hãy xem như đây là chuyến trở về để bắt đầu lại. Đừng gục ngã. Chị Mi, chị mà gục ngã em làm sao sống nổi. Hãy hứa với em đi chị Mi. Còn em, em không gục ngã. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hãy tin em. Biển.
Đoàn tàu số 1 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Yên sắp vào ga. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý để xuống tàu. Xin cảm ơn. Thôi trễ chị. Cái này không chị? Cái này không? Cái này của chị luôn không? Để em phụ cho, để phụ cho. Để con đi, để mấy nhỏ chăm. Bác Tư, bên này nè. Bác Tư, bên này nè. Má. Má ơi. Má. Mẹ ơi, từ đó còn vui. Mắt con đã chết như lòng bão xa. Mẹ ơi, từ đó còn gì? Con đi tránh bão gặp trời tai ương. Mẹ ơi, từ đó miền thương giọng trong nhịp đập đau buồn bi ca. Mẹ ơi, đừng khóc chiều nay, hai con chim nhỏ bị thương trở về. Cô mộ gió phải không má? Mình đi về đi Trang Chu. Má ơi, nhà có khách. Má. Má nghe rồi. Con coi nồi cá, đợi cho nước cá sệt lại, rắc thêm chút ớt bột vào. Dạ. Chị ngồi đi, tụi tôi qua đây hỏi thăm chị. Nghe nói cái thằng Trang Chu bị mù hả? Cũng được. Bây giờ tao tổ mày hái khế ăn. Sao vậy được á? Chị coi có phải bị lời huyền chi không đó? Chứ mà rớt mắt lại Sài Gòn như vậy, chắc là mình không dám cho tụi nhỏ đi học nữa đâu. Tôi đã nói rồi, sinh ra ở biển thì phải đi làm biển, có chết cũng ở biển, vẫn còn hơn rớt con mắt ở Sài Gòn. Tụi nhóc, nghe thấy rồi đó. Học chi cho nhiều, ở nhà đi biển còn sướng hơn, nghe chưa? Dạ. Chị, thôi ráng đi. Tụi tôi chỉ coi lại thật hư để mà cảnh tỉnh mấy đứa nhỏ, chứ không có ý gì khác đâu. Mà thằng Chanh Chu đâu rồi chị? Con đây. Thôi, tụi tôi về nha. Dễ gì của nhà tao chơi vậy? Đi. Ừ,
con đừng có buồn. Dân làng mình nghĩ sao thì nói vậy, chứ không có ý gì đâu con. Má đừng lo, dân làng mình đã bao đời không tỉnh trí. Má, má ơi, má. Chị Miên ơi, chị Miên. Chị Miên. Má. 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 Má ơi. Má tỉnh lại đi má. Má, má. Má ơi. Nói đi. Ba không cho con đi học nữa. Nói học làm chi? Để đi Sài Gòn rớt con mắt lại à? Con có sợ không? Vì con chưa hiểu nên con mới sợ. Nhưng làm sao con mới hiểu được? Thôi, tối nay hai ông cháu mình lấy quyển Ông Già và Biển Cả ra đọc nha. Suốt đêm ấy, con cá không hề thay đổi tốc độ hoặc hướng đi một ly nào, hoặc ít ra là nó cũng theo chỗ lão đánh cá, vị trí các ngôi sao mà nhận định như thế. Sau khi mặt trời lặn, khi trời dịu dần, lớp mồ hôi nhễ nhại đã khô lạnh trên lưng, trên hai cánh tay và đôi chân già nua của lão già. Miên phải không? Hạnh. Vậy khi nào? Mới về. Hạnh cũng mới về nè. Ừ. Mua cá ăn hả? Không, Miên bán. Chứ không làm ở Sài Gòn nữa hả? Thiệt không? Hạnh con cá bỏ mối cho Miên không? Còn trẻ hơn thường khác nữa. Ừ. Đi theo. Con giùm con khi nào đây? Con để má tự làm cho. Con muốn mình tự làm. Anh Trang Chu. Dạ, con chào bác. Anh đau không? Ừ. Có thật là vì anh không đi biển
mà mắt anh rất là Sài Gòn không? Em cũng nghĩ như vậy hả? Em nghe thơ không? Dạ, thơ gì? Thơ anh làm. Dạ nghe. Trần gian có mấy nụ cười, em tôi chơi rớt một thời hồn nhiên. Trần gian có mấy ước mơ, em tôi không thắp sao trời đầy sao. Trần gian có mấy nỗi đau, em tôi không chạm sao rèn thành công. Trần gian có mấy ước mơ, em tôi không thắp sao trời đầy sao. Trần gian có mấy nỗi đau, em thôi không chạm sao rèn thành công. Em đọc cái gì đó? Thơ của anh Giang Du. Trần gian có mấy ước mơ, em tôi không thắp sao trời đầy sao. Thôi chăm chú. Còn lại trời, xin người hãy thương xót chúng con, xin người hãy ban cho con trai con ánh sáng. Trời ơi làm ơn, chị Mi, em không sợ. Chị Mi, em là một thằng mù. Em là một thằng mù. Em là một thằng mù. Chị Miên ơi, em mù rồi. Chị Miên ơi, em là một thằng mù.
Chị Miên ơi, chị Miên. Má, hai con ăn cơm chưa? Dạ. Chú mang theo gì vậy? Tập thơ của Xuân Quỳnh. Chú thích thơ Xuân Quỳnh? Ừ. Đó là mùa của những tiếng chim reo. Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả. Đất thành cây mật trào lên dị quả. Bước chân người bỗng mở những đường đi. Đó là mùa không thể giấu che. Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng. Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng. Từ những miền cay đắng quá thành thơ. Con muốn ra biển. Chanh Chu, ông bị lụy, ông đi tu. Chú, thiệt hả chú? Thiệt. Cái vô chích giặc vô hả chú? À. Phúc lớn cho làng mình rồi. Phúc lớn cho mình rồi Chanh Chu. Mũi khá lấy mèo, sao tổng ta luôn ơi.
phu lại cho tổng khuôn nhìn chân chú má bỏ về rồi. Nỗi thiền em ở lại đây. Nhà thơ Chanh Chu. Mau sang sóc nước. Ai vậy? Coi, dạ em là Hương. Hương nào ta? Hương em anh hành biển đó. Dạ dạ.